Sáng 20 tháng 9 năm 2022, rất đông phụ huynh và tân sinh viên đã đến các cơ sở đào tạo của trường Đại học Văn Lang làm thủ tục nhập học. Nhiều gia đình ở xa phải lên thành phố Hồ Chí Minh từ vài ngày trước để tìm chỗ ở cho con. Với mong muốn tìm kiếm môi trường phù hợp để con tự lập và theo đuổi đam mê mỹ thuật, bà Phạm Thị Quế, giáo viên mầm non, dự định cho con đi du học nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, gia đình bà Quế đã quyết định vượt gần 2.000 km để cho con theo học tại trường Đại học Văn Lang. Và gia đình thì thực ra cũng không có gì lo lắng. Và thực ra là gia đình cũng muốn là con đi sang nước ngoài cơ. Nhưng mà vì là cái ngành của con thì ở nước ngoài thì gia đình chưa có cái thông tin để chọn trường bên đó. Và gia đình thấy trong Đại học Văn Lang này thì có cái ngành của con là phát triển hơn ngoài miền Bắc. Cho nên là vì vậy là gia đình đã chọn cho con ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Quy trình nhập học trong này thì tôi cũng thấy là rất là các bạn sinh viên cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình và đã tạo điều kiện thuận lợi để cho con nhập học rất là nhanh gọn thuận tiện, và tôi cũng thấy rất yên tâm khi con vào trong một cái môi trường mới, và tôi nghĩ là con nhà tôi sẽ hòa nhập sớm với cái môi trường trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một số đồng nghiệp và những người thân của mình đó là làm bên ngành xây dựng đó, là cũng tốt nghiệp từ trường Đại học Văn Lang này và họ làm việc rất là tốt. Thì từ đó tôi mới hướng cho cháu nó vào trường Đại học Văn Lang này. Trường Đại học Văn Lang thì nói chung là vào đây cũng khá choáng ngợp đấy, rất là lớn. Nên so là những trường đại học khác thì trường Đại học Văn Lang rất lớn và công tác tổ chức rất là ổn, vào tiếp đón và hướng dẫn rất là kỹ càng. Tôi hài lòng lắm. Các tân sinh viên của 61 ngành đào tạo tại trường Đại học Văn Lang sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 20 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại 3 cơ sở, tùy theo ngành trúng tuyển. Quy trình gồm 7 bước: chuẩn bị hồ sơ tại nhà, kiểm tra xác nhận nhập học, kiểm tra hồ sơ, đóng học phí, chụp ảnh thẻ, nộp hồ sơ và nhận email cùng tài khoản sinh viên, tư vấn nhà trọ, và cuối cùng là nhận thẻ sinh viên tạm thời. Các tân sinh viên tỏ ra thích thú khi được chụp ảnh nhiều lần để chọn tấm ảnh mà mình thích nhất làm thẻ sinh viên. Trong khi đó, phụ huynh cũng bớt vất vả trong việc tìm nhà trọ cho con vì đã có đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu thông tin nhà trọ và ký túc xá ở gần trường. Em thì ở dưới quê lên á, nhưng mà em đi kiếm cũng nhiều chỗ rồi nhưng mà cũng chưa cho nào ưng ý á. Giờ em vô trường thì được mấy anh chị tư vấn cho mẹ em này, kiếm cũng được mấy chỗ đi. Em cũng rất là hài lòng. Chụp ảnh thẻ thì được anh chị chỉnh sửa phục trang, rồi được cho mình chụp nhiều tấm cho mình lựa. Vậy em cảm thấy rất là hài lòng, rất là cảm thấy anh chị rất là nhiệt tình. Bên cạnh lựa chọn chương trình đào tạo tiêu chuẩn, tân sinh viên các ngành như ngành thiết kế đồ họa, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng, marketing có thể lựa chọn theo học chương trình đào tạo đặc biệt. Đây là chương trình được xây dựng theo định hướng tối ưu hóa và cá nhân hóa. Mỗi lớp học từ 30 đến 40 sinh viên, từ 50 đến 70% chương trình được triển khai giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh. Hơn 50% hoạt động toàn chương trình gắn liền với môi trường thực tiễn tại doanh nghiệp và các cơ hội học tập trao đổi nước ngoài. Song song với làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên từ ngày 16 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, trường Đại học Văn Lang còn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho 50 ngành đào tạo đại học. Trong đó có 4 ngành đào tạo mới thu hút nhiều sinh viên là công nghệ truyền thông, công nghệ điện ảnh, truyền hình, hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.